tiếng gà cái gỗ thình lình nửa đêm, giặt trời lửa cháy sắc mịp còn ham chừng nữa, lo thêm giàu nghèo coi chừng nó nhảy tháng 9 cuối thu sang đến nguyên tầng, nổ ba tiếng sắp sức thằng qua lên, không có chạy đường nào tháng 8, tháng 9 và tháng 10, 11, 12 luôn, trâu đúc đít luôn. Cái con mèo nếu mà tôi nói cái tiếng là của huynh, mình phải nói, mình phải giữ một cái tiếng nói cho uy tín, nếu không cúi con mèo là không có. Các ông lại lấy chổi chà nhúng nước đầu đập tôi theo tôi từng mới thịt, theo từng mới thịt như vậy tôi cũng vừa rồi ăn bảy nó à. Ô là đen không, ô hồ thế sự tự bình bồng, Nam Bắc hà thời thiết lộ thông, bây giờ lộ gần thông hết rồi còn chút xíu thôi. Hồ ẩn sơn trương mau tặng bạch, kình ngư hải ngoại quyết lưu hồng, chiến tranh thế giới. Rồi tới chuyện năm bây giờ. Tại mái thiên cơ mỗi phút mỗi giây, nẻo thạnh si như thể tên bay, đường dinh nhục rủi mai một lát. Thiên cơ mình phải nắm, tại vì vừa thấy đó nó bắt đầu xây chuyển khác, mỗi phút mỗi giây đổi mới. Nhưng dứt phát là phải có sự tam thế chiến bùng nổ. Nhưng mà nói thích thúc là con mèo này chứ không còn con mèo nào nữa. Tại vì trong 3 năm Tý Sửu dần thì Tàu chưa có qua, mà nhào cái con mèo này Tàu qua như thác. Tàu qua quân đội nó qua dữ dội lắm, mà đóng mà Tàu qua tách tan tàu đất trời. Lúc đó trời ơi, ông kêu bạn ông ngó biết sai xe khi biết loại tay xe nó không có còn gì nữa. Đây nè, thì các quý vị biết, mấy ông cũng biết đạo dừa cái gì, thì trong binh thư đột trận của mẹ Du Trì có nói đạo dừa mà không phải đạo dừa mà là nguyên sói để phò minh chúa đến Tắc Sơn. Nguyên sói là La Thành, La Thành La An La Nghệ đó, hồi đời một phong thần trở lại là ông nguyên sói là La Thông là La Nhơn này kia, còn La Thành đó thì bị là kêu bằng á là bị thằng cấp tu văn nó bắn con nát mặt mày trơn á, thành ra là y ta chở lại là đạo dừa mà không phải đạo dừa, là nguyên số được phò minh chúa đến Tây Sơn. Đêm phia dợm chắc đèn hiu hắt khai bút thần kết cấu từng cao ta, phụng mạng gánh chức ông bầu lập quanh hát nam trầu nam lầu xuất thế, mà nó kéo dài cho đến ngày hôm nay thì đuôi châu đấu quốc hồi nó mang thách từ năm đi xuống nó phải kéo dài nha, thiên cơ nó phải kéo dài, thiên là thiên giảng biến thì nó quá trời kéo dài, nó phải kéo dài tới trong nay à. Đuôi châu đấu quốc cọp kia bực tức mà rồng sức dương năng liệt quanh làm dữ, thiên tử lộ ra Phật bà trong sạch gạch xuống sổ ngay, nhật tàu xà lay đố bay ai biểu, nhà nam không hiểu nước chiếu đến rồi, quê rụng một thời cỏ toan chấp nhán, lệnh chiền thấy ngán Phật pháp không thần, nước tần nó dậy nó cậy cái thằng Tây Di, ai biểu mày đi mày hồng than khổ, Phật thầy chỉ chỗ mày ở lâm dồ mày còn mà hồ thì mày phải chết từ đây đến tết. Đầu con mèo đấy như chẳng là tháng tư trắng nứt hai con ngựa trại, mà diễn cho đến kêu bằng là cuối của mèo luôn, diễn là cuối của mèo luôn. Rồi đây các quý vị coi sẽ thấy, tại vì á tam thế chiến phải có sự kết thúc là của nó. Bây giờ thấy nói chung là lên mạng thấy rõ ràng thực tế, mình thấy xã hội cũng thực tế thì không còn gì nữa, bệnh này bệnh kia lan tràn hết rồi. Trong thi chăn lý nước vua châu chủ nói là y gắt thì không còn sai, thì đến tại vì là tôi nói nè, trong một giáp anh cần người suy tính, mà muốn làm hiền rất nhịn được thang, trong một giáp một quý thì 20 năm, mà tới ba quý là 60 năm, mà từ ngày 18 tháng 5 1930.5 kỷ mão, mão là mèo, mà cho đến cái năm 2023 quý mão là mèo. Rồi tôi hỏi các quý vị, bây giờ 3 năm có tháng nhừng, 2 năm có tháng nhừng, thấy không, thì như vậy lấy cái nhừng này, lấy cái nhừng này á, mà ông mắc mà ông vô ông thì tính ra là tất nhiên là 61 năm, con giáp lớn á, thì 61 năm, tính ra 61 năm, mà 61 năm phải không, thì tất nhiên mấy ông lật lại là 16 là con ông, là con ông cháu cha mới biết việc thiên cơ, mới đố ai tao nói chuyện chi, ai bị biết được cái đắc nghi con trời. Như vậy là con giáp lớn rồi, con giáp nhỏ từ tí tới hợi biết đâu mà chiều, là mức thang từ 1 cho đến 12 nó đã tới, mày xanh nó đã tới. Như vậy từ tí hợi là cái con giáp nhỏ là con giáp nhỏ dường như nó nằm ở trong đó luôn à. Đó mà con giáp nhỏ là số 12 mà con giáp nhỏ là số 12 mà lật lại là 21 nửa đêm. Như vậy tiếng gà cái gỗ thon giòn. Vợ chồng chia biệt chẳng còn cần nhau. 21 nửa đêm đó. Con thì kêu mẹ đớn đau.
máu tràn lên sáng, biết sao mà nhìn. Sắc thân chẳng được nguyên hình, tiếng gà gáy gỗ thình lình nửa đêm. Giặc trời lửa cháy sắc miệng còn ham chừng nữa, lo thêm giàu nghèo, coi chừng nó nhảy tháng 9 cuối thu sang đến nguyên tầng. Nổ ba tiếng sấm sức thần qua linh, không có chạy đường nào, tháng 8, tháng 9 và tháng 10, 11, 12 luôn. Trâu đúc đít luôn, cái con mèo nếu mà tôi nói cái tiếng là của huynh, mình phải nói, mình phải giữ một cái tiếng nói cho uy tín. Nếu không, cuối con mèo là không có. Các ông đây, lấy chổi trà nhúng nước đầu, đập tôi theo tôi từng mấy thịt. Theo từng mấy thịt. Như vậy tôi cũng vừa rồi, ăn bẫy nữa à. Tôi chấp nhận. Tôi nói là cái lời nói tôi là tôi quản lý, lời nói của tôi. Còn mấy ông nào thiên cơ, cái đâu tôi biết. Nói toàn nói thầm bậy thầm bạ. Cái này à, mới thiệt là thiên cơ. Còn mấy ông nói là 2.000 năm tháng tới có lời dẹp mơ, tôi không biết, cái đó dởm. Cái đó tôi biết. Còn nói tháng này kia tôi không biết. Thì thiên cơ của tôi là tôi nói là tôi bảo quản là lời nói là của tôi, chúng luôn chứ không còn gì nữa. Bắt đầu Trung Quốc quả nó qua nữa, bắt đầu sắp quả đến, đem đến nữa đó. Bây giờ ông thấy bệnh chưa? Đau diễn dị kỳ có cái bệnh này bệnh kia không? Không còn chứ. Bà kêu bà nói là cái bà mà trong trong cái cuốn gì mà nói là bí quyết á gì của thi cơ đó, trong cuốn đó là có nói kêu bằng á là cái con 23 này nè, 23 này cái là cái đuôi nó nguy hiểm, cái đuôi nó xấu. 23 là con mèo này nè. Đó, chừng là hỏi tiếng nổ ba tiếng sấm. Mà ba tiếng sấm này là của ai? Ba tiếng sấm này là của thằng Tàu nè, thằng Nhật, thằng Mỹ. Ba than thuốc Phật thất sơn mình liền. Chừng hỏi tiếng nổ ba tiếng sấm mà đá cát bay núi bể tăng thành thất hơn sơn có một cái thành mà trời sắp sẵn để giành lập hội, mà đá thành trì bốn bên ngoài nội bằng ngọc pha ly sực sở sáng người, có tứ tứ chinh tàu trực cao trời cho muôn chúa ra lời sửa trị đất Nam Việt có ngôi báo vị. Năm châu này hội thiền ở đây, cờ Quỳnh Long chiếu thấu trăng mây, trong bốn biển đông tây đều thấy, các dân quốc nước nào chú nấy đồng kéo vào nấy, chiến kim đại bắt quái tiếng nổ liên thanh cá bụng đục rung rinh mặt Nga Anh Mỹ đồng minh, nó mặt Đức với Nga cùng chức tực cho ta cái chết thêm hồi thể nhẹ nhàng. Trong giây phút thay nằm chặt đất giọt màu chảy thôi như suối, đến tận nơi là buổi cuối cùng liệt quốc tăng nhiều phép phép lạ lùng. Ở trên cõi không trung biến chuyển, tàu lặn thủy chìm luôn dưới biển luôn, trên nửa lừng thấy biển bao dân nào hùng cường lực lượng tàn dưới đất lại sẽ thăng minh dưới đời tận thế thấy mà hiện là hai xe thành đi xe thành thành phố là cái sườn kinh tế. Cái sườn kinh tế mà kỳ này mà bệnh ôn dịch tới nữa thì cái sườn kinh tế này dường như là nó chảy khắp cả toàn nước Việt Nam, mà cái sườn kinh tế là thành phố mà quýnh một cái này nữa là phải đói không, dứt khoát là phải đói. Thằng Tàu nó không để yên cho người Việt Nam mình đâu, nó tầm ăn dâu lần đi vô rồi sao? Đây sẽ thấy bởi cháo rau đã dạ chờ Tàu nó qua đúng dọc cái năm nay Tàu nó thì ai là mở cửa trong miên qua Tàu qua tìm mấy ai là Tô Lâm, ai là Tô Định ai là Thái Thú biết rồi. Cái gì cũng có kim chỉ nam à. Bởi vì nó kim chỉ nam thầy cho ta đó, hướng đi về nguồn cõi nhàn an, mau xa lánh con đường túc lý và cần tu theo chân lý đạo khùng. Quay đầu nghe tiếng chuông ngân, trở về chôn cũ cho gần Phật tiên. Thế gian hiếm nhất người hiền, con đường đẹp nhất là miền Lạc Bang. Ngày xưa thì Thiên Bang, bây giờ Lạc Bang, nước Di Lạc Hạ Sanh, nước bán cho mình. Và thời kỳ của Di Lạc Hạ Sanh, xanh là mình phải học cái màu xanh. Di Lạc là trẻ, xanh là trẻ chứ nó phải Hạ Sanh là già lão đâu. Đó, mình nhớ kỹ câu đó, câu văn này nó sáng tỏ như ban ngày. Mà người nào xưng Phật Dương Di Lạc là phải có nằm trong 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, Phật trăng nghiêm ký phát hơn người thân, phải đồng thanh đồng thú. Nói Di Lạc hỏi Phật phải có pháp. Mà nhiều ông Phật Di Lạc mà tôi hỏi như vậy ông có pháp trường ngã, ông lại á khẩu không biết pháp trường sanh, còn thiếu pháp viết kinh kệ khi. Như vậy là giả mạo đưa ra. Thằng nào Di Lạc mà gặp tôi là tôi hỏi à. Rồi như vậy tôi dám hỏi qua câu này, không có ông nào trả lời được. Mấy ông thầy chùa với mấy ông hòa hảo đâu trả lời, mấy ông tuổi cao. Ngưu sức canh điền nhật quyệt tri, Ngọc Hù Bạch Chủng Hồi Quy, Lưỡng Sơ Cộng Hiệp Cơ Độ Thạch, Nhị Thập Thất Thành Quỳnh Đạo Y. Vì giải nghĩa đi. Thì ngu là trâu, sức là ra, canh điền là chủ, nhật nguyệt là mặt trăng mặt trời, chi là hiểu biết.
đó là ngọc kêu bằng, còn gọi là ngũ sắc hành đi nhập quy tri, ngọc phù bạch tú hội quy, ngọc là báo, phù là nói, ngọc phù, ngọc là báo, phù là nói, ngọc phù bạch là trắng, chúng là thấp, hồi quy còn gọi là gom lại, lưỡng sơn hiệp cơ đồ thạch, lưỡng là hai, thạch là đá, lưỡng lưỡng sơn, sơn là đá, là hai núi, lưỡng sơn cộng hiệp là gom lại, cơ đồ đất nước, thạch là đá, nhị thập thất thành quần đạo y, nhị là hai, nhị là hai, nhị thập là mười, thất là bảy, bảy mươi hai vị chư hiền tướng, nhị thập thất, thất là bảy, thành, thành là đài, huynh là vàng, huynh là vàng, đạo là tràng, y là trở lại. Như vậy cũng chưa có đúng đâu. Ngu sức canh điền nhục nguyệt tri, nhục nguyệt, nhục nguyệt ghép là thành chữ gì? Thành chữ minh. Ngọc phù bạch chủng hội quy, lấy chữ phù này với chữ quy tôi ghép lại. Ngọc phù á, chữ quy với chữ phù tôi ghép lại thành chữ dương, còn coi là minh dương. Chữ phù nó nổi nè, lấy chữ quy mình ghép lại nó nổi, nổi chữ phù bự 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 bự. Lưỡng sơn hiệp cơ đầu thạch, lưỡng sơn là hai đá, là hai đá, là hai núi, là núi ngọc, núi châu, là một cục châu này nó sáng cỡ nào, thêm cục ngọc nữa nó sáng cỡ nào, thì mình ghép chữ châu chữ ngọc mình ghép lại thành chữ sức. Rồi nhị thập thất thành huỳnh đạo y, huỳnh là vàng, đạo tôi bỏ, tôi kéo xuống tôi bỏ, y là trở lại chữ huỳnh với chữ huỳnh với chữ y tôi kéo ghép lại, rồi là thế minh dương sức đấy. Quán thủ luôn. Mà có ông nội nào biết mấy cái câu này? Bắt quá là tri ngu sức điền nhật của tri ngu là châu, ngu sức điền nhật ngu là châu sức là ra canh điền là chủ nhật nguyện là bắt chắc bắt thở là gì bình thường, còn cái nghĩa đen nó mới đáng ghê, nó mới đúng vào cái câu kêu bạn là đường lộ cũng gần xong rồi nha. Mà nó ô hô ô là đen ha, ô hô thế sự tự bình bồng, nam bắc hà thời thiết lộ thông, bây giờ lộ gần thông hết rồi, còn chút xíu thôi. Hồ ẩn sơn trương mau tầng bạch, kình ngư hải ngoại quyết lưu hồng. Chiến tranh thế giới. Rồi tới chuyện năm bây giờ. Cái thằng Liên Xô mà nó câu đầu với thằng Obien. Rồi đây nó sẽ chơi hạt nhân. Không phải để yên đâu nha. Hãy chơi hạt nhân thì khắp thế giới cửa nhà tan nát rồi còn gì nữa. Dù cùng lắm sớm đặng thương tác của Niêu Bấy đang nuôi chuyện tất kiêu này thằng giết lập lại trở lại. Khắp thế giới biến di thằng ấy dùng pháp một lập lại tôi giết thiên cơ. Mấy câu này ai cũng biết rõ thôi nữa làm chi. Đó, tôi đã tới rồi còn gì nữa. Tới đến đích, lập đời trở lại. Đời thượng quân thánh đức. Thì hồi tạo thiên lập địa tới giờ nè. 12 vạn 9600 năm nè. Cái năm nay đó hết nè. Cái năm nay đúng vào con mèo đúng nè. Cái năm nay nó kết cục mà tới như vậy con mèo cũng chưa xong em, mà tới cái con rồng ha, tới nửa năm con rồng nó mới về ngôi vị nghe. Thấy như vậy chưa yên nè, đời thì chết hết rồi, đạo nó ra nó quýnh với nhau đó, thầy nào trò nấy đó, thầy nào trò nấy, con ai mới về nấy, cha nào bên con nấy, nó quýnh nó lộn xộn 3.300 đồng mà muốn quýnh tan tành té bẹ. Rồi tới ngũ long thổi ba đồ lư nó tan tành, nó quýnh cho mà coi, còn nữa chứ không phải dài đâu. Như vậy Kim chỉ Nam, nếu mà có chuyện mà tòa thánh Tây Ninh Nam Giang nhà gạch nhà dôi cái ngày sau kiếm chạy lát ngồi không ra, nó quýnh ba đường, nó quýnh ba đường Long Xuyên chót trong vào bàn đi thẳng xuống ha, thì Trà Vinh nó quýnh ngược lên, quýnh ngược lên thì ngay chăng chỗ chợ gạo và công nó xé một trận đó, thì ông đầu dừa ông tái kiếp cho lại, thì ông đưa về Cù Lao, mấy Cù Lao viên nha, Cù Lao lập hội bác quốc có tội, chứ mà chạy khơi y gan ba chút đó thì chết hết nha. Cù Lao lập hội bác quốc có tội, phe phái rất đông, lựa một ít nhiều, thời này màn chót khó mong sống thoát, lão Tiều trở lại nước Nam khó dạy, Phật lại cầm quyền Hoa Kỳ hết tiền, Nhật Tôn làm giữ Nga Tàu phân xử, ý lại lâm le thế gian sấm ghe, trời khi nước lớn tôi người đã hán ra đóng đi dân, lựa một ít nhiều. Sau 6 tỉnh một năm này của Miên nó diệt hết, mà Miên nó tốt cái này dư chút xíu nó cũng không lấy, Cù Lao nó cho nó cũng mà lấy, tại vì nó là vậy đó, nó thật thà lắm. Như vậy mình trở về Cù Lao đi lập hội, Cù Lao Viên có biết không, biết Cù Lao Viên sau này trở về đó, còn nếu không chạy sáu tầng năm mà chạy guồng vô công giáo, cái guồng vô chùa y ăn ở ba chút á,
chắc chắn đó. Mà phải biết kim chỉ nam, chỉ có thầy mới biết kim chỉ nam. Thằng nào mà dám nói biết kim chỉ nam? Không có thằng nào. Sao trở về đó lên lập hội, mình lọt vào bốn thẻ thì tất nhiên lúc đó để cho ở ngoài nó diễn, mình ở trong bốn thẻ đó ra đời bất chiến nổi tiếng từ bi lời lẽ gắn ghi tình duyên thăm máu đổ máu tu lên khủng bố nó cho chương bằng phục, mình trở về đó để mình coi xanh quanh, mình coi bốn phương tám hướng nó diễn như vậy mình mới an tâm. Nhà Phật giáo, nhà Phật giáo sẵn dành tiền của để nuôi con Thảo Tiền chính là chùa Thành Hoa, mà rủ nhau các một cái đình rước cha vợ tụi mình ăn chung. Như vậy thầy nhìn cái chùa không phải cái chùa, mà cái đình không phải cái đình, đúng là cái đình. Như vậy là cái ông Đông Nam á, ổng thay thế ông Phật Dương mà ổng đóng vai Phật Dương đó, thì tất nhiên sau này gom về đó thì sẵn dành tiền của mình đầy đủ, mình về đó mà ẩn miên tầng, chứ mình nói ôm cột thông thiên rồi ôm chùa đi đi hết trơn á, đến móc tràn cà sa mà đi trơn à. À, sao đừng gom gì đó hết, đừng có nói mà nghe đợi cái nhỏ bất kỳ gì đó nó nói chạy đâu này, nó không dục bất kỳ không biết cái gì đó. Sao đừng gom được một chỗ thôi chứ nhiều chỗ cho chết hết chứ chết trời, sao đừng gom gì đó hết. Bởi vì như vậy là mấy sư đệ coi vậy thời gian nó mau lắm, mấy ông á đó đang chở gì đó thì tất nhiên tôi an toàn cho các quý vị, còn các vị mà theo đạo này được kia đó tôi không biết đó, cái đó tôi không biết. Vì là sư huynh chỉ cái lánh nạn ha. À, có một chỗ đâu đó đàng hoàng, nhà Phật giáo sẵn dành tiền của chính là chùa Thanh Hoa, là cái đình đó. Nhìn kỹ rồi, cái chùa phải cái chùa, cái đó là cái đình. Hay cái đình thì có gì tổ đắc đạo trong đó rồi. Sao này gom gì đó em? Ngày qua ngày nó mau lắm, tháng qua tháng thì nó cũng mau lắm. Tới chừng chiến tranh tiền không xài được, em có cái gì? Cành vàng lá ngọc mà thấy nằm lên khên, mà tiền ma gạo quỷ củi quế gạo châu tiền có ký tên không? Nếu mà tiền có ký tên cứ việc đi ra lấy cho trà tập đầu thôi. Nó không có tồn tại đâu. Tôi thương mấy vị mà tôi phải nói hết, và tôi muốn cho quý vị giống sống để sống đời thượng quân thế đức, thưởng tới 7 ức đời của Đức Di Lặc Ha Sanh. 1 ức vậy đó sư đệ biết nhiêu không? Một ức gì 100.000 năm, mà tới 7 ức là 700.000 năm. Ăn trên vàng, ngủ trên vàng, sống trên vàng không ngon ha. Tới chừng đó là các quý vị ha, dòng máu tốt nè ha. Tôi với ông quân sư cứ vợ cho các quý vị tới 8-9 con vợ, mà vợ là thượng tiên, vợ tay hiền khô à. Còn bây giờ thì mình phải ngưng lại cái đó, tạm ngưng lại. Tới chừng đó mấy ông mới tạo ra con hồng cháu lạc. Mà cái người đó chính bà thám bà, mà cái người đó ý nghĩ sai thì tự nhiên đất nở xuống cho mình chắc luôn. Thời kỳ này chồng chú gia tôi mà, tại vì máu các quý vị là cái máu tốt, máu con hồng cháu lạc, cái máu Phật Pháp, cái máu thượng thiên thượng địa thượng nhân, là cái máu này là mấy ông phải tạo ra. Tại sao tạo 96 ức về 96 về được nhiêu? Có 1 ức mấy à, chết mẹ hết trơn rồi. Thì mấy ông phải tạo nghiệp ra đó, tạo ra có không cháu lạ, phải tạo ra. Mà ít có ai thấy được cái chuyện này, mà không ai tin tưởng luôn, vì đức tin chưa có, hành chưa tới. Thành con người nó không có đại hùng. Đây, tại vì á, chưa tới giờ, dầu tôi có pháp cho mọi người nghe, người ta cũng không nghe, người ta bỏ đi. Nhưng mà tới giờ đúng thời, đúng giận thì buộc lòng tôi phải nói cho các quý vị nghe. Nhưng cái nghe không phải mà những người gần, nhưng nghe là các quý vị phải mặc áo đời, không có liệt vào ngay chăng trong giáo hội, là người á, là cũng như là mình không còn dính dáng vào đâu hết, không có thê liệt vào một cái cuốn kinh nào hết, không thê liệt vào đạo này đạo kia đạo màu đạo nhiệm mà đạo hữu hình hay điều, không dính gì hết, tâm trống rỗng rồi mình mới gặp nhau. Tôi cũng tâm trống rỗng, các ông cũng tâm trống rỗng, còn như vậy á, cái long qua nó mà một lần, chứ còn mắc kẹt một cái đạo gì, một tiếng nói gì á, hay là mắc kẹt trong bên giáo hội, hay mắc kẹt trong bên làm việc này kia, thì các tâm các ông cũng làm nô lệ cho các cảnh đó thôi, cũng không được đi. Thì nó dính tùm lum ở trong đó rồi. Tôi hỏi ông làm sao thời gian ở đâu mà nghe cái sắc không nổi lên, long qua nổi lên
thì nó ông phải đi làm chuyện này lung tung hết trơn, nó gài vô ba cái có cho cái đầu của ông làm nô lệ đó, thì có ông khổ chứ làm gì. Vì tâm ông là không hết, không có gì hết, rất là nhẹ nhàng, là tâm không hết đó. Rồi mới nghe được cái lý này, mà đạo mấy ông liệt vô một cái chỗ nào rồi thì tất nhiên là không được, không có nghe được cái này. Rồi mấy ông cũng đừng sợ tà chánh nè, bây giờ bất luận người nào không dùng của thế sắc màu cũng không, nói cho đồng đạo rõ lòng ấy là chân chánh hồng si năng, mà tu cho được giàu sang chức quyền tức là tu cho thế. Mà thí dụ tà, thí dụ tu tà là tu lương gạt mấy ông, đó là tà, mà tà làm sao biết pháp này được. Bây giờ giờ cuối tôi cũng không biết nói gì, mà tôi chỉ có cái tinh thần và những lời vàng tiếng ngọc này. Rồng thì phun châu nhã ngọc, tôi cũng phải phun ngọc nhã châu cũng như con rồng mà thôi. Vậy chúc cho các quý vị được trường sanh bất lão, sống đời đời thiên thu mãi mãi. Nam mô Bổn Sư Kỳ Hưng Phật. Tôi xin trao gửi cho các quý vị một món quà tinh thần, mà các quý vị là đi pháp tử nó quá nhiều, mà tôi biết mà tôi không nói á thì tôi có lỗi với thánh thần và lỗi với các quý vị và lỗi với cái lương tâm. Hãy nói ra thì các quý vị cũng phải lấy cái lòng từ bi hỷ xả mà bỏ qua hết để coi như thế nào. Tôi là đệ trường sanh bất tử, chẳng phải tu xác dù xương tàn, đó là chánh đạo minh hoàng, không danh không lời không tàn như hoa, không phiền não không già không ma chết, không ghét ghen ắt nghiệp ma trần, không buồn oán hận tham sân, không chinh không đấu muôn phần bình an, không tranh cãi buộc ràng đạo lý, không lời quyền cao quý ai hơn, không ngồi không gì an toàn, không quê không xứ thật nghe ngon vô cùng, thân tứ đại biết dùng mà đúng mà cách, triệt nghe quẩn nghề là thượng sách long hoa, vui lòng mà tình giấc nam kha, thử hạ sáng thượng mới là giang danh, kẻ bất lực cầm canh thì chờ chết, khôn quá khôn sao kết lại ngu, không ngờ thủ lĩnh dân du chừng ni biết được người tu kiều trời, không kiên nhẫn là người tội ác, không nghe thầy tan nát thịt xương, không mà thầy hồn xác như tương, như gà nấu rượu như trường dịch nia hoài, tu phải tỉnh ngày dài gấp lao, ráng thực hành y giáo thiên cơ, tu là trẻ đẹp như thơ, bước lên thượng giới kịp mai giờ tân dân, tu để sống còn thân chân thật, sống coi đời tiên Phật mới ngoan, nghe theo cái đạo trần gian, sắc tiêu hồn đó là hàng mù đuôi, tình giấc mộng nghe cùi trở lại, đừng tạo thêm cái bài tha ma, vàng tiền chẳng cứu được ta, chỉ có Phật tổ mới là độ sinh, tâm không định thì mình không đắc, tánh không thiền là mất nghe bổn lai, cầu trên thiên từ ra quay,
trừ ma diệt quỷ thắng tay phèn này. Cờ đã thấp mà mày ăn chốt, nước đã thui còn nuốt lời danh. Ham linh ham nghiệm tan thành như dây, chỉ mong chuông nghe mạnh dở đôi. Còn hồn xác còn trời thì còn đất, còn nước non thì còn Phật nghe lập ma quân. Cửu quyền to dĩ tòa trường thất, tổ hiện thánh vào trường thiên liên. Lấy trường sanh diệt liền trường tử, đổ được mình còn cứu mẹ cha. Kỳ hương nghĩa là đạo Thích Ca, Bủ Sơn sức thế ông là lạc gì. Thần bắt tranh từ bi bắt đạt, mượn cơm chay để tạc nhà chay, mượn quần áo Phật Như Lai, toàn đi đường chết là bài phàm phu. Kẻ giả dột đuôi mù quá nặng, đời vô minh diệt tận vô minh. Vô minh dù học mấy muôn kinh, học cho đến chết cùng quỷ rinh xa hồn. Tu hành liền sống mì còn trai rai, không mè chùi lao càng lại chết mau. Dù cho tài trí cỡ nào, đa mùi cũng chết, đa màu cũng tiêu. Chớ ý lại quân nhiều là thắng, giành ngôi cao gọi nắng làm mưa. Đắng cay chua chắc đừng mua, càng dài giấc mộng mới càng thua cho mình. Nghiệp đoạn tuyệt dứt tình nhũng nhăn, hết treo leo cũng chẳng khó chi. Ta cho triệt phá trần ni, dùng gom trí huệ diệt đi lưng hồi. Thân khỏe mạnh thì ngồi sen báo, đủ tinh thần mới đáo Tây Phương. Phàm thân trong sạch như gương, là vô lượng thọ miên trường tồn lai. Người ăn chay ba gai phải dẹp, đoạn túi tham mới đẹp mặt mày. 30 tướng hảo quả tài, 80 vẻ đẹp là thầy của ta. Nói pháp tử là nhà trần tục, lý thế gian phổ túc lưng hồi. Có câu thất đức phinh trời, giống hư mộng mục và còi hết bầu. Thiên kỳ định đạo màu tiên hóa, đạt kỳ tâm mở phá quyền gì. Chán chê cho kẻ vô nghi, bắt tài mới để bắt trì hành thân. Thầy là đấng cầm cân nghe tam giáo, đấng sĩ hiền truyền đạo Thích Ca. Tu cho tươi trẻ như hoa, càng ngày son sắc mới ra siêu phàm. Kẻ bất lực quân nghi hàm mẹ bất đạt, vô kỳ công như hát xương tan. Cho nên hồn xác nghe héo tàn, cùng căng nghi mát kiếp mê úa vàng thì hoài tiêu. Bị cái tai đò chiều lạnh ngắt, tu cái nhà ôm ấp mê hữu hình. Phần đông là ở dụng mà sình, ép cho lồi ruột nghe mặt tình đớn đau. Đầm máu lệ tuôn nghe trào thế giới, đoạn tử sanh mới khỏi lên đên. Trường sanh bất lão là trên, đức tin mẹ đẻ bốn đền công phu. Ráng thanh tịnh mà tu sáng tỏ, nghe cho rành tìm ngõ thoát thân. Muôn đời gian kiếp mê tân, đừng mê thêm nữa mới gần được ta. Chiêu kiến quẩn thì là hiện thanh, thân tâm bình hạnh tánh như sen. Lao chùi cho sạch vết đen, thì thầy thì tồn tại đắng đèn trường sanh. Tu không liên kỳ hình không đắc,
không mà nhìn thầy thì lật nghe tổ tiên, làm cho bần sĩ khùng điên, làm cho tứ thanh đảo quyền thiên cơ. Đạo đánh đạo thì chờ thu cuối, đời đánh đời lửa khói mịt mù, cũng vì bán ngã chấp ngu. Khắp trong mì chữ quốc mịt mù chiến tranh, giết quân hạ thai hình địa lý, đối cơ đồ ma quỳ phải tiêu, mèo kêu mười thang dựng niêu. Mười phần thì hết bay thì buồn hiu sớm làng, lấy thanh lập thanh đức khai màn liên tử, chuyển âm dương hung dự ngã lăng. Mười phần hết bãi tám phần, còn hai phần lại toàn vàng giới châu. Cuối con mèo nam lầu sẽ thấy, tất trung thu tầng dậy miên sang. Năm mèo tháng hơi rõ ràng, xăng dầu khô kiệt sớm làng hết mua, kiệt máu xương cua rùa lé lưỡi, chết như bèo trôi nồi ngổn ngang. Năm trâu bốn bể lệ tràn, lầm than đối khổ cơ màng định chung. Muôn sống sót quy tùng nhất lý, đức thắng tài là dĩ từ bi. Có tài không đức càng nguy, đức tài cùng học thời kỳ thì quần kim. Biết cách học tri tìm mà thiên tử, đấng trường sanh giáo chủ lại khinh. Vậy mà ma quỷ nó tin, chạy theo nộm nộp ma lý mình sạch trần. Thầy là đức càng khôn mẹ vũ trụ, bởi vô duyên nam nữ xem ma thường. Không nghe giảng bối bài xương, không tin niệm Phật bự bất tường thiên cơ. Muốn cao ngôi thì quơ ngọn đuốc, muốn ngôi cao thì nuốt điển điên. Tu là kết trái thần tiền, hai hơn kết nghiệp ma trần miên đỏ đài. Ai cũng muốn tu hoài tu mãi, ngặt còn mê bừa bãi lung tung. Thương cho nhân loại hại hùng, chết không mà kịp mê ngáp tưng bừng tới đây. Long Hoa Hội thì thầy quá trẻ, bây giờ Long Hoa Hội thì thầy rất là trẻ, bởi nhìn bởi họ không biết, bởi nghe là cám người thay chúa trẻ tôi già, bắt đầu tôi sanh râu là chúa, mà bấy lâu nay chúa đợi tôi chờ, bây giờ chúa ở sờ sờ một bên, còn mấy ông mà đạo mà già đó bắt quá tiên thôi chứ không được gì, hoặc thánh thôi cũng chưa được là cái gì, làm sao mà bằng Phật được. Thành ra Long Hoa Hội thì thầy quá trẻ, chánh đạo là vui vẻ đẹp tươi, vui vẻ mạnh khỏe về ngôi, mặt mày ú rũ hết đời danh tiên. Chiêu kiến quần xuống thuyền Phật tổ, tẩy trước đàm mà thương cổ hồi quy. Thân mình là bảo vật lũ ly, bằng xương bằng thịt dậy thì mà ra. Trẻ không tu về già lú lần, ngộ đạo rồi chưa hẳn là yên. Đây là bí quan pháp quyền thiên, nên khùng mở quát để truyền lục thông. Tu mà còn bấm ông vừa chết, mang thân phàm thì hết chúng sanh. Đồ lao muốn biết dơ tanh, liên quần tống độc ma đài thành bước lên. Lấy chiêu pháp làm nên trang sự, trừ tâm ma diệt lù huy cáo trộn. Bỏ lòng cao ngạo mới khôn, bỏ lòng ích kỷ sống còn nay mai. Miệng thì chay tâm cay đắng nghét, tu lừng chừng lép xép má ai coi. Nửa tiên nửa tục thôi rồi, nửa ma nửa quỷ thì tôi phá khùng. Pháp vì là phép muôn nghề trùng mà giảng lý, muốn vào trường nghề thọ ký minh dương. Hùng hăng nghề ngang ngược ai thương, muôn nghề ngàn nghề mối đạo hùng cường ra đi. Đã đến lúc thay thi chồng chất, mèo kêu gian nghĩa trời đất nghĩa hoài ở cuồng. Thầy ra xưa chính bồn má tuồng, hai con số chính mới tường cơ linh. Xem sen trong sen bên ngoài, trăm nghìn người mến,
sen bên sen trong lòng mẹ bờ bến lại nghi. Bởi khùng mẹ bằng khổ xá chi, ta bà tứ hài vậy thì lầm than. Chiêu kiên quẩn như làng điện chớp, ngộ cơ trời nhắc lớp người xưa. Ráng tu cho biết nghe nắng mưa, gió sương đã thăm tam thừa quỷ mô. Niệm nam mô uống khô la lết, chết là rồi thì hết né cuộc đời. Uống công tu niệm Phật trời, uống công một kiếp luân hồi như tương. Quyết buông bỏ là đường tiên Phật, nhập niết bàn chân thật nghe bất hư. Tu là để sống thiên thu, tu mà bỏ xác là ngu vô cùng. Xem mẹ cẩm nang điên nghề khùng mà khai mờ, nói có mắt sách vở thì lông qua. Trời xanh muôn loại người ta, trung thu quy lại một tòa năm căn. Mèo giấy đuôi sàng xê nó căng khắp năm châu bắt loạn điên cuồng. Hạt nhân liên từ vợ tuồng, chuốt chạy thì lung tung đứt mùng con heo. Heo đúng ta thì mèo sắp hết, đời thượng quân ăn tết nia đã về. Hết nghĩa bàn rồng rắn ngựa dê, hết khi trời Phật hết chề thần tiên. Hết liếc mắt xéo xiên gậy cân, hết nề hiềm thù ăn quan nghe nữa chi. Hết nề lòng tàn ác khinh khi, hết đời gian trá bắt trì hết mùa. Mang thân nghề bần nghề còn thua bụi rác, liếu đạo nghề màu ngâm bát trường xanh. Long qua nghề đậm mau chiến tranh, bá dương nghề ngủ hết thầy Quỳnh thì mới an. Còn trần tục tâm mẹ thần liệt bại, càng mưu toan nghề càng lại mau già. Càng phàm tiên Phật nghe càng xa, tâm mẹ tà gãy cánh như gà đứt đuôi. Gà đứt đuôi đen thui mau chạy, tu miệng môi phản lại tổ tiên. Hãy luôn thất tổ cũ quyền bái, đời chinh kiếp đó liền một khi. Bị cái nghi mới đi đường chết, bị cái tình mà kết liễu thân. Tu là bất lão chắc ăn, hoặc là chân tướng ngày hằng sắc son. Bởi giống mục như con rắn độc, thiếu nghĩ si như ốc mé mượn hồn. Khó mà trở lại thiền môn, tu theo lối cũ dập dồn tử sanh. Phật xuất thế rạng danh nì bốn biển, tìm tiền nhân để kiến sang hà. Xác nghe trần còn đủ gặp ta, tâm ma mà hồn quỷ lòng ta mới nghi. Tâm trần tục nặng ghi cưng ngắt, như trâu bò cài đất ông quan. Ba kỳ nào sánh bằng vàng, bao giờ tà đạo nghe tràn nghe Phật dương. Vì tông tổ trung kiên nghe chánh trực, nặng vì tình trần tục mê lắm lem. Khác nghề nào đứa trẻ ăn kem, mặt mày miệng lưỡi chèm nhèm như ma. Sắp tới đây quy tòa công lý, vua Minh Hoàng xử trị thẳng tay. Như Lai xuất thế ngôi hai bội cha, phản chúa đầu rơi cổ lìa. Phước thì thưởng tội khi xử trảm, màn lọc lửa bi thảm thê lương. Thử xem cho biết rau tương, ai là thiệt đau mới tường lợi ta. Chớ nóng dội dày ra không tốt, lột cà sa quăng đốt bỏ tu. Trời sàng Phật sải khôn ngu, từ năm Quý Dậu cuối thu con mèo. Là năm nay là con mèo gọi là Quý Dậu. Năm nay là năm Quý Dậu là con mèo. Là tới cuối thu này nó là tôi sẽ hết cái bổn phận của tôi. Cuối thu mèo như bèo trôi nổi, đứa giả trơn bích lối về đâu. Năm châu khóc thảm lệ sầu, chiến tranh tan nát địa cầu bể hai. Thu khóc mướt cá ngư dưới nước, kim trên trời mượn mượt tối đen. Bơm bay như én liên rèn, đánh nhau tầm bay sang hẹn nát thân. Kẻ tù láo hạt nhân đưa rước, đưa bắt lương lần lượt theo sau. Không tin
chết sắc na trần lao, không tin gục ngã té nhào đi luôn. Tu để già còn chẳng còn la đau, chết ngay đơ thì phản giáo cùng điên, nên thì khùng mà tay kiếp liên miên, kiếp mẹ này chinh kiếp nào sợ gió mưa. Thầy tiếng chọn đại thừa chất lương, thiết thầy huỳnh sắc tương trẻ trung quay nghi tướng hảo khôn cùng. Trên đời có một đạo khùng mà trường sanh, đất kim thân ngày nào dành ba láp, chúng sanh mê thiết pháp tử thần, đầu đuôi lộn xộn xà bần toàn là ma thuyết, sọc rằng tái tê lấy đức độ mà kê hết lóc, tận mây xanh trổ nóc mê đốc vàng. Người ngu kẻ tri ấy bàng hoàng, nhìn ra chân tướng hoàn toàn mới cao. Phật là Phật trước sau thì cũng Phật, ma là ma dù thật nghe vẫn ma. Phật ma ở tại tâm ta, quỷ ma tiên Phật mới ra vợ tuồng. Phật phổ giáo ma cuồng loạn giáo, quỷ với ma phá đạo phen này. Phinh tài đấu lực với thầy, một mai đứt cổ cá bầy ngửa nghiêng. Bắt kiến điên thì không yên thì đâu nhé, không tin thì khùng càng lẽ chết mau. Đầu lìa khôi cô hoa ốc ao, cuối cùng mà đứt bông má rơi đầu mà thôi. Theo ma đạo luân hồi nhảm nhí, để giữa hơi ma quỷ hung hăng. Âm binh đầy dãy kêu căng, trốn đâu cho khỏi hàm răng nằm chèo. Lấy bong bóng mà treo giấy mồng, ấp trứng rà ra giống dịch xiêm. Mù mà bay đặt xỏ kim, đuôi mà làm phách mới chìm tử sinh. Ham linh nghiệm bất thành đạo lý, pháp trường sanh khùng chi rõ ràng. Mơ hồ mới chết ngổn ngang, khôn ngoan đừng để lầm than điền này. Không lầm than nghe thầy khai trí, thì biết điều quan hỷ cho ông. Từ bi là đạo chí công, còn thêm hỷ xã cho lòng an vui. Thiếu phước đức như cùi sức mong, thiếu Phật duyên nghe thua đông phấn trâu. Nhân sanh như lá chầm bầu, tới đây mau chảy tuôn trào cà sa. Giống ác độc sanh ra ác độc, giống trường sanh thì học ma trường sanh. Giống mè lành thì quả cũng lành, cây nào bông nấy ngó ngành không sai. Cớp vừa hết mèo nhai con chuột, ngựa đá về khỉ đột ma kêu trời. Gà bay dắt dậy tới bời, gà bay tung canh chó ngồi buồn hiu. Lạc dưới nói là con ngựa là tháng 5, là con ngựa đá con dê khắp trong tại nhiều bề gian lao. Mà khỉ là tháng 7, khỉ kia cũng bị sáo sào, là khỉ đột là kêu trời. Thì gà bay dắt dậy tới bời, mà gà bay tung cánh chó ngồi buồn hiu. Chó là vào cái tháng 9, là cái năm con mèo này. Thì chứng minh qua lời ông Đức Quỳnh giáo chủ có nói câu này: sột sột nhà sau mũ vét nồi, ông chồng quần áo rách lôi thôi, bầy con nhơ nhất đời thi bữa. Lũ nhỏ dành nhau lấn chỗ ngồi, mua khua đũa mèo mung. Mung là tối đen, mèo này năm nay là rất là tối đen. Mèo mung ngờ chủ thảo, muốn rơi chó vện trưởng đưởng cho mồi vào tháng 9. Thì áp dụng vào một cái lời là hiền sĩ này nói thì y răng như vậy đó. Heo đẫm máu, heo đẫm máu là tháng 10, heo đẫm máu là điều thiên định. Lại cho rằng ngày mê tính dị đoan, giàu sang như bọt nghe nước lon, phú quý như đá úa vàng bay qua. Trễ một phút chết nì dồn mẹ cả họ, chậm một giây xó xồ cả dòng. Hiền trung quân tử nửa đồng, người ngu mười lăng chắc chồng vẫn ngu. Người biết tu một xu cũng đủ, hơn người ngu cả hũ vẫn ngu. Quyết nghe chèo sương gió đêm thu, nắng mưa nào nay như tù cầm giam. Kiến tam giáo ra làm mà việc nghĩa, kiến nhân sanh trong tia đức lành. Điên này dắt ngự hạ sanh, giữa thời thì bá đạo tranh giành ngôi vua. Nam mô Bổn Sơn Kỳ Hương Phật. Và tiếp tục vào phần 2. Nam mô Bổn Sơn Kỳ Hương Phật cảm ứng chứng minh. Thổ địa trong sạch, như dí như thân mình là gọi là thổ địa trong sạch.
thì mình nhận được cái nguồn sống điện là nguồn mạch trường sanh ơn trên cho ban xuống cho mình. Mà thổ địa chính là thân mình, thổ địa dơ tanh là banh hồn xác đó, là phải bỏ xác, là gọi là đi con đường tử. Bởi nó thí dụ mà những kẻ tu phước sư đệ có nói là câu này: phước không đúng tội thì gấp bội, toàn tiếp tay lặng xói để hèn, bao nhiêu cũng đủ trắng đen, một lời của Phật trăm đèn dẫn lưu. Không gặp Phật thì tu thiên cấm, gặp Phật ngày hơn năm vàng châu, tu hành mà để già ngâu, khinh khi tiên Phật chẳng cầu thánh dương. Chồn là kiếp con lương nghĩa tạo nghiệp, lương quá chồn mà tu tiếp thành cù, người mà thua thu quá ngu, thú tu đắc đạo thành cù quá long. Như vậy là nói với các quý vị như thế này: mình là con người, lẽ nào mình thua con thú? Mình là con người, chúng lẽ mình tu mình thua là gọi là con lương. Con lương nó tu nó không có chết nha các quý vị. Con lương nó tu là nó là nó thành con chồn. Con chồn nó tu giết không có chết. Con chồn nó biết đâu đi đến thành con cừu. Mà con cừu nó tu không có chết thì đi đến thành gì? Con rồng. Mà rồng tu thì không chết, vẫn chuyển thần thông. Mà tại sao người tu chết là như thế nào? Người tu chết cái đó là đi sai đường, đi lầm đường lạc lối. Thời kỳ này thì kỳ chánh pháp canh tân, con người hoàn toàn đã mới để tiến hóa lên cái màn tăng chân thánh đức, chứ không phải tu mà để bỏ xác là bỏ xác rồi cái hồn các quý vị về đâu, cái hồn gì đâu. Chứ hai nữa, nói đi về Tây Phương cầu ông này và bà kia đạo gõ mõ tung kinh để đưa cái hồn về Tây Phương, không phải như vậy. Tại vì Đức A Di Đà ông không có nhận những cái hồn như vậy, tại vì Phật Thánh Thiên cùng nhau xuống thế, Đức Di Lạc hạ sanh còn xuống thế, thầy của các ngươi còn xuống thế dạy các ngươi, sao các ngươi không chịu tìm Đức Di Lạc hạ sanh chỉ dạy cho trường sanh bất lão, và tại sao các ngươi chết mà đi về đây làm như gì? Như vậy là hơn thầy của nhiều người sao? Như vậy đó là đi lộn tiệm rồi, đi lầm đường lạc lối. Mà ngày nay các quý vị sẵn sàng tiếp tục là chết như vậy, nó chết đi về Tây Phương à? Chết cái làm được chánh nghĩa sao? Tu còn sống thực tế tai nghe mắt thấy mới cứu được cửu quyền phát tổ là của mình. Mà tu mà chết được cứu ai? Thân mình không cứu mình được mà cứu ai? Như vậy những kẻ chết này đã đi lầm đường lạc lối. Như vậy phiên tất cả quý quần đệ gần xa hữu khổ duyên á, thì nghe cái lý này thì tu chết đó là đi chật, làm sai công an mới bắt, còn làm đúng không công an không bắt, làm sai làm tầm bậy tử thần mới bắt, vô thường nó định mạng cho mình. Cái lý thì nó vậy, nó quá rõ ràng rồi. Như vậy dòng vận chuyển thần thông mì chớp mắt, từ phàm thân chứng đắc kim thân, cũng như thân mình á là phàm thân mà tu đi đến chỗ chân thân thì không còn phàm thân nữa, từ chân thân đi đến kim thân. Mà kim thân các quý vị ơi cũng chưa đủ, từ kim thân luyện đi đến chỗ kim vàng, từ kim vàng đi đến chỗ kim hắc luyện đi đến hắc bì Phật tổ, đi đến tận mây xanh mới thấy được là Phật pháp nó màu nhiệm như thế nào đó. Nhưng mà cái này nó có cái này nè: không thầy đố mày làm nên, mà trọng thầy thì mới được làm thầy nghe. Trường sanh niên bất lão vạn năng, vô thường biên mắt tứ thần giám ho, đạo giới lý cùng lo tam giáo, quy ngũ chi Phật đạo ta bà, nhất thân kiến diện nghe bổ tòa, giang sang nghĩa là Phật sang, giang tà là yêu, đạo lốc cốc thiên triều quyết xử, mỏ với chuông nghĩa càng bự giang manh, mỏ chuông nghĩa nào khác bức tranh, chuông mỏ là ngoại cảnh là hữu hình nghĩa mà thôi, đạo là đường âm nghĩa thầm bất chuyến, được tổ thầy ân điền khai minh, ráng lo tu luyện quần sinh, bằng khen cày cao mà mình lại tồn. Vì cái bằng khen là nó hữu hình, mà bằng khen của trời Phật nó mới đúng đó, bằng khen trời Phật mới đúng. Còn bằng khen hữu hình, bất cứ hữu hình nào thì cái đó là cái đó bị lỗi ra ngoài. Tôn cáo quề cày là khôn hay dạy, cha mẹ mình không lại ma, cứu người quyền thất tổ trong nhà, tại sao người không kính kính nhà hồ ly? Nhà hồ ly con kia là chó, bán nước non bởi nó theo tàu,
đảo quê quần đất Việt Nam, Trào Quý Dương ban hết cho Tàu ngày nay. Khắp thế giới còn ai không biết, từ những người rau riết nghĩa bưng bô, bất minh theo lũ gà cồ, ăn toàn dơ bằng thứ đồ rồi bâu. Bâu tới đâu mèo ngâu tới đó, kề tai khùng nói nhỏ cho nghe, bá dương bá đạo một phe, thiệt thòi cho ba tanh cả bè tham quan. Kẻ tham quan nghề mua thần nghề bán thanh, y tước nghề quyền nghề bè canh nghề cướp ngôi, từ già cho đến mồ côi, gian dâm nghề đạo tặc dân trời điêu linh. Bia với rượu là tình dâm đảng, đủ với bia thác loạn nghe cào cào, văn minh pha học mới hỗn hào, đánh cha chửi mẹ là phong trào của ai. Ai xiển giáo ai là triệt giáo, ai tiếp tay Tào Tháo là ai, ai là Tô Đình ngày nay, ai là thái thú trồng phai đất này. Ai bưng bở quan thầy bội chúa, ai Lý Thông mở cửa tầng sang, ai làm đất nước phù tan, lương dân nghề thăng thiết nghèo nàn tả tơi. Lũ mang gỡ nghe lời quan nịnh, theo trịnh hâm để dịnh cao cầu, tiếp tay với giặc nghe phản châu, tiếp tay với bọn ma đầu lầu xanh. Thu giới giật dơ tanh thì không khiếp, dơ như heo bởi kiếp thú cầm, bụng to mắt hí chầm dầm, lộ ra ma quỷ đen sầm mà địa tiền. Vô số kiếp sang hèn không tỏ, muôn kiếp sau cùng bỏ trôi luôn. Sông mê biển ái chảy tuôn, cầm lưng sao nẻo theo tuồng phù hù sai. Tu cho lộ mặt mày tiên Phật, tu cho khùng mà đẹp mặt tuổi tên. Trời cao ban phước ăn đền, con trung trò hiếu vững bền công phu. Quyết công phu cái ngu tan giả, danh lợi trừ bán ngã hết đeo. Núi cao là phải quyết trèo, sông sâu biển rộng ráng trèo tìm ông. Sổ hung dự chắc chồng mà tràn ngập, sổ tử xanh thì dồn dập đất trời. Năm mèo kết thúc hẳn hồi, cái đuôi dậy chết là đời thượng nguồn. Bầu sữa mẹ dặn muôn con bú, quả đất quả địa cầu máu mù khô queo, thân hình biến dạng tèo teo. Đến cơn bát loạn cù nèo cũng nhai, la chuối cây tới đây cũng hết, xương châu bò nhai nuốt như thường. Mèo về thì sức nghe minh dương, kẻ ngu nghe lẹ nghe lạ xem thường chê bôi. Thiếu Phật duyên lưng nghề hồi thiên cổ, địa ngục môn dạng khổ chúng thân. Nên thầy giả kẻ thường dân, ngơ ngơ ngao ngáo như thần thái lai. Tu áo quần bỏ thầy sạch trội, theo bạc vàng phán bội tổ tiên. Tu gì mà chết nó liên miên đạo, gì mà lại túi tiền bành kỳ. Thiền đò cuối môn ni cấp bách, quyết cào đờm trong sạch tồn xanh, để mà gian tiếp điển thanh, tinh thần cường trang mới đạt thành kim cang. Tinh thần cường tráng đạt thành kim cang, thần bất quại tử thần dám hỏi. Đồng mười phương thế giới sắc không, phàm thân bất lao thần đồng. Thần đồng thì chống tử nhờ lòng muối dưa, nhìn một tiếng đức nghề thừa dạng biến, nhẫn một câu đầy kiên niết bàn, nhẫn nghe Di Lạc thiết tràng. Trường sanh bất tận đạo vàng Thích Ca, kệ điên điển trường ngày hòa hảo đức, đức thắng tài quyền nhất thầy trao. Bây giờ nói trước mà sao, nói sao mà trước tầm phào sao nên. Đa đạo lý là tên tu láo, chung một thầy
chung quy về một giáo trường xanh, sớm mau thì khử quần dơ tanh, lưu thanh là mẹ đẻ tu hành là con, núi non cao không ngon nghe bằng đạo, cao núi non di giáo của thầy, đệ huynh tỷ muội phúc dây, trí huệ là cha cả là thầy Phật môn, cơm với canh thì như con với mẹ, chánh đạo thì là mạnh phẻ nhàn du, liên thành thì bất hoại tối ưu, linh đơn xa lợi giảng thù trường niên, thân bất tử hơn tiền bạc đống, trường sanh đạo là của giống nồi, có cây rau trái xanh tươi, đó là tiên dược của trời ban cho, chất độc hại trâu bò gà vịt, cả cá tôm lương lịch nê ốc rùa ngao thì sò chim răng hến cua, ăn toàn chất độc là vừa mù đuôi, đến khi chết thì dùi xuống đất, theo quan tài hái gặt nhất thời, lúc mẹ còn khỏe mạnh ngửa voi, hết nề thời đức bóng tiêu đời tà gian, mê cái lợi lọt hầm lan xối, tiền với tình thì quá dối tại ba, tu thêm chút nữa vậy mà tu hành không đạt cả nhà gùm công, mà tu hành không đạt một người, mà tu hành không đạt thì cả nhà là bị ảnh hưởng luôn. Miệng chuyên nghiệp chắc chồng mà đơm đớm, ăn cơm trời mà đậm mê ma dương, tu hoài chẳng chịu hiền lương, cứ đeo ôm ấp con đường tu mê, pháp của mềm thầy chê Phật vợ, lý của xì cứ ngỡ là cao, ngon mồm ngọt miệng thao thao, khác nào con két nằm bào nước dơ, đạo bất nghiêm mà lung lơ bậy bậy, làm bốn lai tâm ấy lung tung, khác ngày nào con khỉ trong rừng, chân tâm bất đạt không ngừng tử sanh. Rút ra đi, được rồi. Cho nó hết khẩu này, hết cái phần này đi. Ở đầu mình chú giải nghe vắng cho bà con. Ừ. Không biết nãy giờ tiếng tôi được không? Dạ được, được. Tốt. Hết chưa? Còn, đọc tiếp không? Không chung chanh bất thành đau cá, không liền hành thì quá liền tay, gieo chua thì phải hướng cay, nhân ngày nào qua nấy xưa nay, lòng phàm mà chẳng bó, đau thì đông quá ngoài mó ngoài khơi, nội tâm lại bỏ chơi dơi, nhà tiên cửa Phật cái trời đơn sơ, chúa và thầy sờ sờ trước mặt, Phật giới trời bằng sắc hữu hình, tái sanh nhầm bùi trong kình, tái sanh trở lại thai hình đổi xưa, bị cái nghi cài bừa đồng lôi, kinh sách nhiều làm mỗi cái mê, nghiệp trần nặng tựa sơn khê, cái ngu quá bự khó kề gặp ta, khi phẳng lặng tâm thần sáng suốt, lúc còn mê ràng buộc chấp lia, vô minh như phá không mà chìa, thương thai cho nó xa lìa từ đây, bị kẹt pháp dơ hầy phần xác, thân không tu bởi ác còn mang, thiệt chân thì phải nghèo nàn, giá chân thì lộn xộn bát vàng chiến tranh, kẻ bất chánh làm hành không đúng, đưa bất từng lem ung mới hết rồi, càng tu thì càng đẹp như trời, càng ngày minh mẫn đắp bồi giang sang, có thân phàm vô vàng cao quý, triệt quẩn là chiêu chỉ ngôi hai, cứu thân ta trước liền ngay, chẳng còn kẹt bị ra tài chiêu quân, mình đã thấp mà mang ngã chấp, mình đã ngu thì còn đắp má thêm ngu, chấp mìa hoài chấp mãi càng lu, trong mìa ngoài siết chặt như tù trong đêm, người hiền đức trang nghiêm mìa học Phật, thiếu đức nghề rồi nạn ách phong ba, thiếu duyên nghề gục chết thiết tha, thiếu duyên thì khóc mướt, kẻ già thì đỏ thần, dân với dò chánh nhân nghề quân tử, dò với dân dình giữ giang sơn,
ngọn rau thì tất đánh quê hương, đuổi thì tàu ra khỏi biên cương của mình. Trên sắc lệnh mà trình sứ mạng, thâu năm thì trèo trách nhiệm mẹ của điên. Tề gia trị quốc bình yên, là đời Tân Quốc thần tiên hữu tình. Cuối tháng chín nhất thinh tiếng sấm, răng nghe quá rồng mà sầm sầm tối đen. Bảy ngày nhật nguyệt không đèn, đê mê bất tình sang hẹn như nhau. Qua bảy ngày tầng vào miên khởi, đêm không trăng khói lửa mịt mù. Sĩ bần cho biết nghe cuối thu, chuyển lưng bắt quay rắn rù phi long. Heo cháy lan tuôn nghề dòng mà bốn biển, khắp ngũ châu thi chiến hạt nhân. Tháng ngày 10 đúng tạ đem cân, bán cho giang quốc chiêu phần nghề cù lao. Mèo bắt chuột nghề mau đào chư quốc, bế bầu trời đất sập mê nổ tung. Thay phơi chồng mà chắc nghe hải hùng, chết thôi vô số giáng trùng mà người ta. Tháng 11 lộ nghề tòa đài ngọc, thi hùng cường tấn diệt nghe hùng cường. Bởi đồ bá chủ tà dương trốn đâu cho khỏi chiến trường Mỹ Nga. Lập trường sanh ai là duyên nghe hữu, kẻ không tin gục mê gũ cơ đồ. Giang tà nào khắc cây khô, ngũ quần thì đốt cháy thì căng bồ hồ chết queo. Nhìn thần sắc héo teo biến dạng, xuông lá cờ là hạng xấu đau. Mê trần đâm sắc nghe quá cao, bao nhiêu số kiếp cũng là hù theo tay. Đi nghề khùng chẳng sợ ai rầy, nên nói bày nhì cho khỏi ngại nghi. Vô hình vô tuổi vô di, không nhà không cửa sợ gì gian nan. Tu hành lớn mật to gan, hiến thân cho Phật đạo vàng khùng niêu. Mèo kêu trăm tham lệ chiều, mèo kêu thì chắc hết sẽ kiều thì đò đưa. Đờn này khùng hát tam thừa, để mà tiếng chọn lọc lừa vàng thao. Đi đường tử là càng mau tiêu ti, nghịch lòng trời thì phiền lý liên miên. Thiệt người là phải tùng thiên, thân người hồn thú vô duyên vô phần. Đi đường tử là nhân lem úng, căng thấp mà hèn chẳng dùng vào đâu. Đại thừa mới ngộ cao sâu, muốn còn tánh mạng tu cầu trời xanh. Đi đường tử ngũ hành diệt sát, không thiệt trơn nghề dối gạt tổ tông. Cứu quyền bị đó cả dòng, làm cho thất tô náo nồng tuôn rơi. Đi đường tử là người dơ quế, đường trường sanh ngọc mà đế bàn hành. Chẳng nghề còn biến dạng tử sanh, chẳng nghề còn biến thái ngũ hành chuyển xây. Đi đường tử còn nhây danh lợi, đường trường sanh thầy đời khùng chờ. Cho nên thì khùng dạy kịp giờ, là ba la mặt bến bờ lạc gì. Đi đường tử quại si mấp méo, thiếu đức tin thì quẹo que cuộc đời. Nói cho già trẻ trễ cười, trần gian là cái bẫy lưng nghe hồi thiên thu. Đi đường tử là ru chuông nghe mỏ, nay điên khùng mở ngõ trường sinh. Muốn cho đất đạo viện thành, triết quân bi kiếp thực hành liền ngay. Đi đường tử là huy sự thật, đường trường sanh sức sắc liên qua. Lao chùi ngũ quần sáng ra, thì là mới biết Thích Ca lầm triều. Đi đường tử buồn hiu Nam Việt, dạy chẳng nghe đoạn tuyệt trần ai. Kẻ đi người ở nào sai, kẻ còn người mất không hai. Cái đạo lòng đi đường tử loạn nghề cuồng đầu mối, đường trường sanh là khói tây phương. Thoát nghề dòng binh tử đeo mang, mới là thực tế rõ ràng chân tu. Đi đường tử là ngu mới tử,
đi đường ma nam nữ là ma, cây nào bóng nấy chỗ ra, lầm đường lạc lối mới già nhăn nheo, đi đường tử bởi nghèo kinh nghiệm, chấp hữu hình rất điểm còn ai, hết nè mèo rồng lộn phụng bay, 2024 là ngày bước sang, đi đường tử ắt mang tiên rớt, đời yêu tinh thì không ngớt, đau binh do nghiệp mà sát sinh thì cướp mạng, thì tướng mình cái là cao, đi đường tử muôn sầu nghìn tham, không nghe khùng như đam, có xương thất sơn nghe là bãi chiến trường, thất sơn là trận địa cô hồn đông tây, đi đường tử phán thầy hết chính, còn một phần cũng dính lời danh, thất nghề mùa mất giá đá đành, con thêm mất mạng đại thành thì mất luôn, đi đường tử trắc nguồn tiên Phật, làm cho thầy khổ nhọc ngày đêm, 13 tháng 9 cơ thiên, cơ trời lộ dĩ là điềm mà tần sang, đi đường tử hết đàn thì họ liếu, đường trường sanh thì là hiếu hoàng, hoàng minh, nên ta nói chuyện lang bang, ráng xem cho kỹ lưỡng bàn thế nào, đi đường tử rơi vào mộng ảo, cho năm mà chèo nút ráo còn ai, Phật nghe ngài nói chẳng có sai, người sai mới chết nay mai tới mình, đi đường tử gặp gình dở lắm, niệm Phật xuống để nắm quan tài, bao giờ về đến thượng lai, xác nghe trần còn đủ Phật ngài mới vui, đi đường tử là mùi thuốc độc, mê lợi danh chớp mắt nghe phút giây, để huynh tỷ muội xa lầy chết trong men biển ái, kỳ này quá đông, đi đường tử bởi không liễu đào, để rình mò trộm áo cà sa, thầy huynh Phật Tổ Thích Ca là vua, minh mạng long hóa phổ truyền, đi đường tử dù hiền thành dư, ham ngọt ngon nghề càng bự đảo điên, khắc nghề đờm tống độc liên miên, thân dơ thì tay quần tâm liền bị công, đi đường tử phàm lòng mà đoán mạng, tiếc thay cho kẻ phán người khinh, đã ngu thì còn lại ham linh, ham linh thì mất đạo, thì ham tình thì bỏ tu, chúc đệ huynh trường thu vĩnh viễn, cầu nữ nam cải tiến kịp ma kỳ, thương nghĩa đời lưu luyến tự bi, bút xa gà chết chớ ghi trong lòng. Nam mô Bổn Sư Kiện Phật, cảm ơn chứng minh.